Xin chào các bạn, hôm nay Shop Công nghệ Alo xin giới thiệu cho các bạn sản phẩm máy in HP LaserJet 1200. Máy in HP LaserJet 1200 là loại máy in laser trắng đen, có chức năng chính đó là in một mặt, in tràn lề. Máy còn có khả năng in giấy A4 dày, in bìa sách với công suất thực lên tới 18 trang trên 1 phút, cho ra độ phân giải đạt chuẩn lên tới 1200 dpi. Cơ giấy mà máy sử dụng tối đa là cơ giấy A4. Ngoài ra máy còn có chuẩn cổng kết nối USB 2.0, có thể kết nối với mọi hệ điều hành Windows. Mình sẽ để link mua hàng ở dưới phần mô tả của video. Bạn nào quan tâm có thể gọi điện trực tiếp cho số điện thoại 0915 46 40 hoặc qua ngay địa chỉ 38D đường Dương Khuê, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.